Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Chia sẻ học tập Quần thư trị yếu 360 Chủ giảng thầy Thái lễ Hút Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia Tập 142 Có một cô Đến hỏi một thầy giáo về văn hóa truyền thống Cô có một cặp bé gái song sinh thường xuyên cãi lộn Một ngày phải cãi nhau từ sớm đến tối Cô ấy vô cùng đau đầu Không biết phải làm sao để giải quyết Mọi người xem người làm cha mẹ Nhìn về vấn đề đều là thấy vấn đề của ai Vấn đề của con cái Con cái còn nhỏ Tại vì sao hành vi lại lệch lạc như vậy sau khi nói chuyện một hồi mới biết thì ra vợ chồng của cô bất hòa chưa nên sư trưởng nói muốn hòa giải xung đột trên thế giới cũng giống như đại phu trị bệnh vậy bạn phải tìm ra nguồn gốc căn bệnh nguồn gốc của xung đột ở chỗ nào ở gia đình bởi vì vợ chồng xung đột tất cả mọi người đều xuất thân từ gia đình từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ cãi cọ đánh lộn Con trẻ còn tin tưởng về việc người với người Có thể chung sống hòa bình hay sao Nếu chúng không đánh nhau Đã là rất tốt rồi Chỉ là cái cọ mà thôi Tiêu chuẩn của chúng biến thành như vậy Chúng làm gì mà tin tưởng Giữa vợ chồng với nhau có thể không phân anh tôi chứ Cho nên Sau đó Cô sâu so sắc hiểu được Chính mình không đúng Đã không cung kính với chồng của mình Sau khi trở về Buổi tối Chồng của cô đang giặt tất Cô đi vào nhà vệ sinh Nói với chồng mình em giúp anh giặt nhé kết hôn nhiều năm như vậy chưa từng giúp chồng cô giặt một đôi tất nào cho nên chồng cô ngẩng đầu lên nhìn cô hình như có chút không tin tưởng lắm tiếp tục giặt cô nhìn thấy tình cảnh như vậy thì càng lại gần nói với chồng của mình nhiều năm nay em không biết cách làm vợ thật xin lỗi anh nói xong chồng cô càng mở to mắt hơn nhìn cô mà không nói lời nào cô ấy tiếp tục nói em giúp anh giặt nhé chồng cô đưa cho cô giặt rồi đi vào phòng ngủ ở đó cứ giặt vừa giặt mà cô ấy vừa khóc theo thông thường mà nói hôm sau người chồng phải đi làm cho nên cần phải đi ngủ sau khi giặt xong bước ra chồng cô mở mắt thật to ngồi ở đó đợi cô cũng ngủ không được cô ấy ngồi ở bên cạnh đột nhiên cô lại nói xin lỗi anh em không biết làm vợ lúc vừa mở miệng thì cô ấy nhịn không nổi chính mình cảm thấy rất hổ thẹn liền khóc lớn tiếng người chồng nhanh chóng ôm cô rồi nói xin lỗi anh không biết làm chồng Hai người ở đó chảy nước mắt Đương nhiên đây là sự thể hiện Của cái tâm chân thành Những đè nén trong lòng Cũng theo nước mắt mà trôi ra Tâm niệm xoay chuyển Ngày hôm sau cô đến phòng con gái cặp sinh đôi mỗi ngày đều cãi nhau từ sớm đến tối cô vừa bước vào phòng con gái cười nói với cô nó nói mẹ ơi mẹ ơi con cảm thấy cha mẹ rất tốt đây là cách nói của người miền bắc mẹ của nó tôi hôm qua xin lỗi chồng mình con trẻ ở trong phòng làm sao mà biết được chứ cho nên cha mẹ và con cái liền tâm đây là chân tướng chúng ta bây giờ một đống dục vọng làm đứt đoạn thiên tánh của chúng ta chúng ta phải khôi phục lại bình thường chúng ta bây giờ là không bình thường Bình thường thì khi mẹ bạn không thoải mái Bạn ngay lập tức nhận được thông tin Bạn xem kìm lâu nếm phân Ông đi ra ngoài làm quan Trong lòng không thoải mái Nhất định là sức khỏe của cha mình có vấn đề Nhanh chóng trở về Cha ông thực sự sanh bệnh Bạn xem mẹ của tăng tử Lo lắng bạn đợi quá lâu Liền cắn ngón tay của mình Tăng tử ngay lập tức cảm thấy đau tim Nhanh chóng trở về Cho nên Đó là bản năng của chúng ta Cho nên cô Vào cửa cảm thấy rất kinh ngạc Con gái của cô nói Cha với mẹ thật tốt Cha với mẹ thật tốt Đây là câu nói đầu tiên Câu nói thứ hai Mẹ ơi mẹ Con và em gái cũng rất tốt hai đứa trẻ cãi nhau từ đầu đến cuối hôm nay mới sáng sớm thì hai đứa đã tốt rồi rất thần kỳ tiếp đó câu thứ ba hai đứa trẻ có một cặp thú bông đứa chị đem tay của hai con thú bông gắn vào nhau là tay thú bông của chúng gắn vào nhau sau đó nói với mẹ của chúng mẹ ơi mẹ hai đứa nó cũng thật tốt Cho nên thật sự Rất nhiều hành vi trước 12 tuổi của con trẻ Vấn đề sức khỏe đều có liên quan đến đức hạnh của cha mẹ Cha mẹ chí thành vừa xoay chuyển Liền cảm thông Phước báo của con trẻ Đức hạnh của con trẻ Sẽ nhận được ảnh hưởng trực tiếp Thí dụ vừa rồi kể với mọi người con trai của anh tiến sĩ đó Cứ bệnh suốt Đổi một góc độ khác Cũng là sự từ bi Của ông trời Cho anh cơ hội phản tỉnh Cho anh phản tỉnh cái gì Nuôi con mới biết ân đức Của cha mẹ Khi anh trải qua bao nhiêu đêm Ở trong bệnh viện ở đó lo lắng sợ hãi đột nhiên hồi quan phản chiếu khi mình còn nhỏ cha mẹ cũng từng khổ cực như vậy suy nghĩ này của anh có thể phản tỉnh thì tai họa của anh mới có thể hóa giải cho nên chúng ta xem đến đoạn này tình ái quá nghĩa tử tôn chi tai giả con cái trong nhà có địa vị phú quý thì nhất định là phải dạy chúng khiêm tốn cung kính không thể ngạo mạng không chỉ sanh nhi quý giả kiêu phú quý sẽ khiến con người kiêu ngạo có bề ngoài xinh đẹp cũng sẽ kiêu ngạo tài hoa xuất chúng cũng sẽ kiêu ngạo Một người tài hoa mà không kiêu ngạo Thì rất khó Thành tích của chúng ta tốt hơn người khác Tài nghệ nào đó tốt hơn người Có đôi lúc Tâm ngạo mạn rất dễ dàng sanh ra Vì sao vậy? Thường so sánh với người khác Người giỏi hơn mình thì đố kỵ Người kém hơn chúng ta thì xem thường Cho nên trong đệ tử quy dạy dỗ tâm thái này rất là quan trọng Không định giàu Chớ khinh nghèo Chớ ghét cũ Không thích mới Việc chú bác như diệt cha Diệt anh họ như anh ruột phàm là người đều yêu thương trong cách ngôn liên bích có một câu cũng đáng để chúng ta cảnh giác tử đệ hữu tài có tài hoa cũng dễ khiến người sinh ra ngạo mạn làm thế nào để giải đây chế kỳ ái dịch thỉ kỳ hối cho nên như vậy mới có thể cố bất dĩ kiêu bại có một số câu châm ngôn hình dung kiêu ngạo sẽ như thế nào sáng giàu trưa nghèo tối nhục nhã người kiêu ngạo thì phước báo của họ sự nghiệp của họ sẽ suy bại rất nhanh đây cũng là một cách ví von sáng ra có tiền buổi trưa nghèo cùng buổi tối thì Bị người khác chê cười Chịu cảm đến rất nhiều sự nhục mạ Tử đệ Bất tiếu Nghiêm kỳ Hối Nhật bạc kỳ ái Cố Bất dĩ oán ly Những câu nói này đều là ngăn chặn trước Có rất nhiều lúc không có sự nhắc nhở nhỏ này khi phát giác ra có vấn đề có khi con cái đã lớn rồi mức độ khó khăn càng cao chúng ta xem sự nhắc nhở của câu này thiên phú của con cháu tương đối có tài hoa tài năng có tài hoa dễ dàng kiêu ngạo làm thế nào chế kỳ ái tiết chế sự sủng ái đối với chúng trong những triều đại này nếu như đứa con trai nào thể hiện có tài hoa thì hoàng đế sẽ luôn sủng ái cuối cùng mang họa lại cho chúng đứa trẻ đó sẽ càng ngày càng hung hăng càng quấy cuối cùng là chiêu cảm đến đại họa bạn xem con cái rất có tài năng Có đôi khi không nhịn được mà chiều chuộng chúng Bạn phải có mức độ Tình ái quá nghĩa Tử tôn chi họa giả Đúng không? Cũng giống như thí dụ chúng ta nói khi nãy Thành tích của con ông rất tốt Đều là đứng đầu Sau này có thể để cho nó học tiến sĩ Ông vui mừng vô cùng Nên không tiết chế sự yêu chuộng với con mình cho nên phải tiếc kỳ ái Mọi người xem dạy dỗ con cái Công phu thật sự dùng ở chỗ nào Dùng ở chỗ điều chỉnh Cái tâm thiên vị của mình Tình yêu của bạn phải dùng lý trí Nhật thỉ kỳ hối Thỉ chính là bạn không thể lơ là Sự dạy bảo làm người đối với chúng Còn có những tài hoa này Sau này phải phục vụ xã hội còn có những tài hoa này là do mẹ con Do các thầy cô giáo giúp đỡ con Phải điều phục sự ngạo mạn của chúng Nhắc nhở chúng những thái độ đúng đắn Cho nên chúng sẽ không vì kiêu ngạo Mà hủy hoại, suy bại cuộc đời mình Tỷ lệ người trẻ tuổi bây giờ Nghe lọt tai lời khuyên bảo của trưởng bối rất là thấp Tử đệ bất tiếu chính là chúng không có thiên phú gì tư chất tương đối kém nghiêm kỳ hối bạn phải nghiêm khắc dạy chúng con cháu tuy ngu dốt nhưng kinh sách không thể không đọc nhưng mà bạn đối với chúng quá nghiêm khắc có thể lại lệch lạc thành hà khắc bạn nếu như không đủ tình yêu không đủ sự kiên nhẫn có đôi khi sẽ thấy con mình không thuận mắt nhìn thấy chúng không thuận mắt tức là tâm yêu ghét của mình đang sanh ra ghét con cái của chính mình là mình loạn thêm thật là phiền phức suy nghĩ này không đúng con như chính mình sanh ra mình nuôi nấng thành thế này thì phải chịu trách nhiệm nhật bạc kỳ ái mọi người có phát hiện ra chúng ta đều rất dễ dàng chiều chuộng rồi thì không còn nghiêm khắc dạy chúng nữa không Vừa nghiêm khắc thì li biến thành hạ khắc Hình như là Ưu điểm gì Cũng không còn nữa Sau cùng đứa trẻ này Thấy cha mẹ liền sợ hãi Một khi Sợ hãi chúng liền ôm hận Sớm này rời khỏi gia đình Bây giờ người bỏ nhà ra đi rất nhiều cho nên không thể bạc kỳ ái Tổ chức của chúng không tốt Bạn phải bỏ ra càng nhiều tình thương Sự kiên nhẫn để bầu bạn với chúng Phải dạy bảo chúng Cũng phải nhẫn lại làm bạn với chúng Nói cho mọi người biết Mỗi một người đều có thể thành tài Vì sao vậy? Nhân chi sơ tánh bổn thiện Chỉ là thông suốt sớm hay muộn mà thôi Người tài thì thế nào? Thành công muộn Thông suốt sớm muộn Thật sự là như vậy cho nên tôi thường xem câu này Càng nói nhìn thấy cha mình Thì muốn quỳ xuống trước mặt ông Vì sao vậy? Vì cha không thiên vị Chị gái tôi từ nhỏ đến lớn Trong trí nhớ của tôi thì hình như Học cho đến cấp 3 Đều là đứng nhất lớp Học đại học thì tôi không rõ lắm Thường thi đứng đầu Thành tích của chị gái tôi tốt như vậy Thành tích của tôi đứng thứ hai mươi mấy Chị đứng đầu toàn trường Tôi thì đứng thứ hai mươi mấy Hơn nữa tôi còn học ở trường mẹ tôi dạy Bạn xem những giáo viên sẽ nói Con trai chị lần này thi được mấy điểm So bị tới lui Mẹ tôi công phu định cũng rất tốt Năm tôi học lớp 4 Mẹ tôi cũng dạy lớp 4 lúc đó thành tích của tôi không ra làm sao nhưng mà tôi thấy mẹ tôi vẫn rất tự tại mẹ tôi không quan tâm được mất tôi vốn là rất xem trọng được mất từ từ tôi nhận được sự ảnh hưởng từ cha mẹ tôi còn nhớ tôi thi đại học thi không tốt chút nào rất đau lòng mà ngồi trong phòng khóc mọi người đừng kể chuyện này ra ngoài chúng ta là người một nhà không có gì mà không thể nói được bạn xem thái độ của cha mẹ vào đúng cơ hội đó chỉ điểm Cả đời bạn cũng sẽ không quên Ba tôi nghe được tin Nói là con trai khóc như mưa vậy đó Ba tôi liền lên lầu Tôi cười nói Thì không tốt thì thi thêm một năm nữa là được rồi Không sao Rồi rời đi Tôi không khóc nổi nữa Ba tôi thấy không sao, tôi tiếp tục khóc nữa thì cảm thấy thật là làm to chuyện, nên không khóc nữa. Lúc nhỏ thành tích không tốt, cũng có chút tâm hổ thẹn, thi không tốt đứng trên lầu. Nhà tôi ở lầu ba, nghe thấy tiếng xe máy của ba tôi, liền đứng ở cầu thang tầng hai chờ ba đi lên. Ba ơi, lần này con lại thi không tốt. Tôi vẫn nhớ nụ cười của ba tôi. Cười nói là Cố lên, cố lên Chỉ nói hai câu như vậy Không có mắng tôi gì thì không tốt Nhưng mà càng quan trọng hơn là gì Thân giáo Cha mẹ mỗi ngày buổi tối đều đọc sách Ba chị em tôi cũng dần dần hình thành thói quen xem sách Mỗi ngày đều xem sách mà thành tích vẫn không tốt Thì không thể nào tôi gặp một vị hiệu trưởng ông nói một câu để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc bạn để một quả trứng gà vào trong nước muối xin hỏi nó sẽ biến thành cái gì trứng muối đúng vậy bạn để nó vào trong nước đường thì nó biến thành cái gì trứng ngọ bạn gấp gáp gì chứ hoàn cảnh của bạn chính là nước đường thì nó không thể nào không biến thành trứng ngọt cha mẹ gia đình bạn vốn là hiếu học thì con cái nhất định là hiếu học việc thông suốt là sớm hay muộn không giống nhau tư chất mỗi một đứa trẻ không giống nhau chị hai tôi thông suốt sớm tôi thông suốt chậm hơn nhưng mà bạn xem tình yêu bình đẳng của cha mẹ vậy thì bạn không có chút tự ti hay áp lực nào cho nên ba chị em chúng tôi thường hay nói là đây là câu mà lúc nhỏ chúng tôi đã nói làm con cái của cha mẹ thật là hạnh phúc cha mẹ tôi là công chức không có bao nhiêu tiền trung lưu miễn cưỡng là gia đình trung lưu nhưng mà nội tâm của con cái thì vô cùng sung túc cảm thấy tôi là người hạnh phúc đó là sung túc cảm thấy chính mình không hạnh phúc dù có tiền nhiều hơn nữa thì cũng không vui vẻ đi trên con đường trung dung chi đạo quan trọng nhất là phải điều chỉnh cái tâm này không được lời không được có thái độ yêu ghét câu nói này suy mộn ra ba đối với người làm lãnh đạo câu nói này có đạo lý hay không nhìn thấy cấp dưới có năng lực thì vô cùng yêu thích người cấp dưới này một khi được bạn chiều chuộng thì sau cùng sẽ không để bạn vào trong mắt bạn vẫn là ở đó tức chết đi được lúc mới đầu thì không thận trọng có một số cấp dưới khá trung thành nhưng bạn thấy họ không có tài năng Nhìn họ thấy Cái này không thuận mắt Cái kia không thuận mắt Quên mất là người làm lãnh đạo Phải tác quân thân sư Bạn phải yêu thương bảo vệ họ Bạn phải có trách nhiệm dạy dỗ họ Hơn nữa người làm lãnh đạo có tâm yêu thương Dẫn dắt phong khí của cả đoàn thể Vì thì cả đoàn thể của người đó Sẽ học theo sự kiên nhẫn Tâm yêu thương của lãnh đạo Cái gì chịu thiệt là hạnh phúc cống hiến không mong cầu nhìn thì có vẻ giống như là chịu thiệt thòi trên thực tế chính mình đang tích lũy đại phước báo đem lại phong khí tốt cho cả đoàn thể lòng người đều nói theo phước báo của đoàn thể này rất lớn rất lớn cho nên chúng ta nhắc đến Trị gia nghiêm nhưng mà cũng không thể quá hạ khắc gọi là trị gia kỷ khoan nghi vu kỷ nghiêm không thể phóng túng buông lỏng nhưng cũng không thể hà khắc đều nên vừa phải sảnh giữa của chúng ta có tứ đại thiên dương của nhà phật vì đầu tiên là đông phương trì quốc thiên dương trì quốc như thế nào trì gia như thế nào ngài là cầm đàn tì bà không thể quá trùng mà cũng không thể quá căng khoan dung mà nghiêm khắc, đồng thời cùng sử dụng ân quệ và quy nghiêm, cư gia, cuộc sống tại nhà kỵ xa, không thể lãng phí xa xỉ, nhưng mà lại không quá mức đến thế nào, nhi vu kỵ sắc. kỵ keo kiệt Một người keo kiệt Có một câu châm ngôn trong Tăng Quảng Hiệp Văn có nói Bỉ sắc chi cực Chính là một người Keo kiệt đến cùng cực Tất sanh xa nam Ác sanh Đứa con sống xa xỉ Đem gia sản này tiêu tán hết Mọi người phải hiểu Giật dĩ loại tụ Nhân dĩ quần phân Tại vì sao nói người keo kiệt sau cùng Là chiêu cảm đời sau sống xa xỉ Cái này rất có đạo lý Keo kiệt Thì người khác gặp nạn không chịu giúp đỡ gọi là tích tài thương đạo đánh mất lương tâm của chính mình thao tổn phước báo của chính mình là nô tài của đồng tiền chỉ biết giữ tiền nhưng tiền không giữ nổi tiền cũng giống như nước chảy vậy bằng giữ chặt nó không cho nó lưu động vậy thì dòng nước này sẽ bốc mùi hôi cho nên keo kiệt đến cùng cực Thì sẽ sanh đứa con sống xa xỉ Cái này cũng là Triết lý cuộc đời Cho nên không thể keo kiệt Cha mẹ của các bậc thánh hiền Đều là đối với người khác rất khẳng khái Đối với chính mình rất tiết kiệm Tại vì sao lại khẳng khái Có tâm yêu thương, có đạo nghĩa Cho nên mẹ của Lâm Công có một lần bác của lâm công là anh trai của ba mình gia đình quá khó khăn tìm đến gia đình lâm công nhờ giúp đỡ thực ra gia đình lâm công căn bản là cũng sắp không trụ nổi nữa rồi sau đó mẹ của lâm công Đem lương thực đưa cho bác Còn dặn lâm tắc từ tiên sinh Là Con không được phép nói ra Bởi vì con trẻ nhìn thấy rồi Người mẹ còn dặn con không được nói ra Bác sẽ cảm thấy đau lòng Mà xem tâm của mẹ ông Tình nghĩa ấy Ngay lúc đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến con cái Sao nói tới đoạn này Những dĩ nhân dân tộc Đều là nhờ người mẹ dạy dỗ mà ra Có thể chỉ dân tộc mà không màng sống chết đều là từ nhỏ người mẹ làm tấm gương cho nên dân tộc của chúng ta gọi người nữ sau khi kết hôn là thái thái có đạo lý nghĩa là người nữ có đức hạnh ba người vợ của nhà chu là nữ tử có đức hạnh như vậy mới có thể dạy dỗ ra đời đời thánh hiền câu nói này chúng ta xem sinh nhi quý giả kiêu cho nên từ nhỏ cạc nên dạy con cái cung kính kế đó là khiêm tốn sinh nhi phú giả xa vừa sanh ra gia đình đã có tiền thì rất dễ dàng lãng phí xa xỉ tăng quốc viên tiên sinh thời nhạc thanh chức quan của ông làm đến tổng giám của bốn tỉnh là chức vụ xưa nay chưa từng có ông dinh hiển như vậy con cái của ông cháu của ông Toàn bộ đều là Phong mình thì tứ mình dọn dẹp Tuyệt đối không dựa dẫm vào người làm siêng năng tiết kiệm Đã cấm cái rễ này cho chúng Mặc dù là giàu có Nhưng không lãng phí tần quốc viên tiên sinh dạy con cái Hoàn toàn tương ưng với những lời dạy bảo này Thứ nhất dạy cái gì trầm ổn làm sao thực hành trầm ổn đây Động tác phải chậm rãi Không được gấp gáp Cái này cũng là điều mà ông ấy thường nhắc nhở đời sau Đi thông thả Đứng ngay thẳng Dán rèm cửa chớ ra tiếng Cầm vật rỗng như vật đầy Cái tâm này không gấp gáp mới làm được như vậy Khoan thai cung kính là phương pháp đầu tiên dạy con cái. Ông khoan thai tâm định, sau đó thì tâm mới có thể khoan thai định lại. Tính đối sự việc mới có quan sát, không gấp gáp, từ từ sẽ có trí huệ. Cho nên con trẻ từ nhỏ học quy tắc ở chỗ này, học quy tắc, học trầm ổn lại nữa điểm thứ hai là siêng năng sanh nhi phú giả xa nhưng mà tăng quốc phiên tiên sinh làm được rồi gia tộc của ông bây giờ vẫn còn hưng thịnh ở đài loan có một vị giáo sư là đời sau của ông phạm công cũng làm rất tốt vô cùng siêng năng tiết kiệm đối với người rất rộng rãi khảng khái có một ngàn mẫu nghĩa điện Đến đời nhà Thanh Phát triển thành bốn ngàn mẫu Hậu sinh khả quý Là tấm gương rất đáng quý cho gia tộc Chúng ta cũng phải noi theo Hôm đó có một cô đồng nghiệp Của chúng tôi Cô gả đi làm vợ người khác Cô nói có một ngày Ba chồng nói với cô Gia đình chúng ta cũng phải giống như họ khổng vậy phải sanh ra thánh hiền cô nghe được ba chồng của mình chân thành như vậy thể hiện sự mong đợi trong lòng của ông cô nghe xong là khóc cả một thời gian rất cảm động khi ba chồng của mình có trách nhiệm như vậy Kỳ vọng đời sau của chính mình Phải sanh ra thánh hiền Xứng đáng với tổ tiên Bạn xem tấm lòng đức hạnh Của ba mẹ chồng như vậy Rất cảm động con dâu Tiếp theo nói đến Phú quý bất dĩ minh đạo tự giám Người phú quý Nếu như bất dĩ minh đạo nên là hiểu rõ những đạo lý làm người đạo lý trị gia những lời dạy bảo này chúng ta vẫn chưa xem nhiều lúc chúng ta sẽ không phát giác được xem rồi nhắc nhở thì sẽ cảnh giác được những trọng điểm này tự dám là tự mình kiểm tra tự mình cảnh giác Nhi năng vô vi phi giả quả hỷ Câu nói này giả sử đối với cha mẹ Chính là người làm cha mẹ này Không biết cách làm cha mẹ Họ không hiểu Họ có thể làm sao những chuyện gây họa cho con cháu Năng vô phi giả Chữ phi này chính là làm sai rồi Quả hỷ chính là rất ít Nuôi không dạy là lỗi của người làm cha Cha mẹ phải học cách làm cha mẹ trước Ở một góc độ khác Đứa con của gia đình phú quý Nếu như cuộc đời của chúng Không có cấm Những cái góc làm người này trước Chúng không cách nào dùng những đạo lý này Để quán chiếu chính mình Chúng liền bất dĩ minh đạo tự giám Nhất định sẽ đọa lạc Cho nên nhi năng vô vi phi giả quả hỷ Cho nên mọi người phải hiểu Sinh trong gia đình giàu có là phước hay là quả Quả phước cũng có Làm cha mẹ không bảo vệ tốt cho chúng Thì có thể là tai họa cho chúng Chúng tôi quen một doanh nhân rất thành công Cô rất biết dạy con Con của cô còn nhỏ Thật sự là dạy con từ thuở còn thơ Dạy vợ từ thuở bơ dơ mới về Khi con gái cô 10 tuổi Cô đến Đài Loan công tác Khoảng thời gian đó không ở nhà Cô nói với con gái mình Con gái à, mẹ không có nhà Con phải chăm sóc ba con và cái nhà này con phải gánh giác nó Con trẻ rất đơn thuần Rất nghe lời mẹ không dám làm trái Người mẹ này Đi đến Đài Loan Sáng sớm hôm sau Đúng lúc dưỡng cô cô Cũng đang ở nhà cô Năm sáu giờ sáng Nghe thấy dưới lầu có tiếng động Dưỡng của cô liền nghĩ Sớm như vậy mà đã có tiếng động Ăn trộm hay sao Liền cầm đồ Đi bắt ăn trộm Vừa nhìn quá ra là Đứa cháu gái 10 tuổi Hỏi là con đang làm gì vậy Mẹ nói hôm nay mẹ không có nhà con phải chăm sóc ba Chăm sóc em trai Cái nhà này phải dựa vào con Con phải chuẩn bị bữa sáng Chỉ là 10 tuổi Dường của cô nghe vậy Thì ôm cháu mình Khóc ngay lúc đó Có thể là Khóc do Nói sao con gái của mình Lại kém xa như vậy Ngoài cảm động Thì còn có tiếc nuối có dạy và không dạy khác nhau quá nhiều bạn xem gia đình giàu có mà con gái lại hiểu chuyện như vậy con trai cô bốn tuổi về tân thành thăm bà nội bà nội trúng gió nhưng mà không nghiêm trọng lắm Trước khi đi Cô nói với con trai mình Con à Bà nội bệnh rồi Con phải chăm sóc bà nội Lần này con trở về Vì quan trọng nhất chính là chăm sóc bà nội Chứ không phải về để chơi nhé Đứa trẻ 4 tuổi này sau khi trở về Gần như cả ngày đều ở trong phòng bà nội Mấy ngày trôi qua Bà nội cảm thấy rất kỳ lạ Một đứa trẻ 4 tuổi đáng lẽ phải thích chơi bi đúng Sao lại ở trong phòng với mình suốt Bà liền hỏi cháu Đứa trẻ 4 tuổi này Rất nghiêm túc nói Mẹ nói với con Lần này trở về dịp quan trọng nhất là bầu bạn với bà nội Không phải là gì chơi Bởi vì Người mẹ nói những lời đó Cái tâm hiếu thuận của người mẹ Đã truyền cho đứa con Cảm giác trách nhiệm truyền cho đứa con Cho nên từ nhỏ bạn đã dẫn dắt con cái mình như vậy, bạn xem đứa trẻ 13 14 tuổi đã có thể chăm sóc một gia đình. Mạnh phối Kiệt. Tấm gương kính lão thương thân năm 2011, em nhỏ này 8 tuổi đã có thể chăm sóc người mẹ kế nằm liệt giường. Mới 8 tuổi thôi. Cân nặng của người mẹ này Phải gấp đôi em ấy Em vẫn có thể chăm sóc tốt Không để mẹ bị lỡ loét Cho nên tiềm năng của một con người rất lớn Xem chúng ta dạy dỗ chúng như thế nào Nhìn thấy rất nhiều phụ huynh Đều kỳ vọng con cái mình Có thể phục hưng văn hóa truyền thống điều này thật đáng quý cái gọi là đất nước có thể hưng thịnh nhất định là có điềm lành chúng ta xem rất nhiều bậc cha mẹ con cái từ rất nhỏ đã dùng kinh điển để dạy đây là điềm báo dân tộc muốn phục hưng Chúng ta xem câu 139 tiếp theo Đây là hào thứ ba Trong kinh dịch Quẻ mươi 93 Chúng ta cùng nhau đọc Quẻ càng hào 93 nói Quân tử cả ngày chăm chỉ siêng năng Gắn sức không mệt mỏi Mạnh mẽ không ngừng Đến tận đêm khuya Cũng cảnh giác sợ hãi Như vậy mới có thể ở trong hoàn cảnh nguy hiểm Mà tránh khỏi tai họa Sao lại nói như vậy Phu tử nói Đây là ví dụ quân tử phải tăng tiến đạo đức Kiến lập sự nghiệp Làm đến trung thành tính thật Như vậy có thể tăng tiến đạo đức Đối với nhân dân Phát triển giáo dục văn hóa Chính mình dùng thân mình để làm gương Lời nói việc làm hợp nhau Giữ gìn sự chân thành Như vậy có thể tích góp cơ nghiệp Vì vậy ở địa vị cao mà không kiêu ngạo Ở địa vị thấp mà không lo lắng Có thể cả ngày chăm chỉ siêng năng Cố gắng không mệt mỏi Luôn cảnh giác và sợ hãi Dù ở hoàn cảnh hiểm nguy cũng có thể tránh khỏi tai họa Chúng ta đọc một lần trước Lần sau phải học thuộc Càng đọc thuộc nhiều càng tích lũy Thời gian ít Cần chăm chỉ Công phu đủ Đọc liền thông Tham gia lớp học nhất định phải đọc thuộc Văn ngôn văn 50 lần Ý của đọc thuộc đó là Tôi đọc một câu Mọi người phải đọc câu tiếp theo Nếu không thì phỏng vấn sẽ không đậu Không có cách nào vượt qua được Trước tiên phải hạ công phu ở văn ngôn văn Tiếp đó Ba cái gốc Nho thích đạo phải thực hành cho tốt Thực hành chính là tập tánh Thói quen xấu của chúng ta sửa được bao nhiêu Đến lúc thi sẽ nghe xem mọi người Chia sẻ Tâm đắc Trước đây tôi đối với chồng mình rất hung dữ Bây giờ rất nhu hòa Khiến chồng tôi vui đến nỗi Không ngủ được Đây là Căn bản của Đức Hạnh Tiếp theo vẫn còn một cái Điều kiện rất quan trọng Phải chung sống hòa mục Với người khác Không được đánh lộn với người khác chính là bạn chung sống với mọi người phải có tu dưỡng không thể mâu thuẫn như người không mang lại phiền phức cho nếp sống của người khác đây là điều kiện thứ ba điều kiện thứ tư là thân thể khỏe mạnh phẩm đức đoan trang sau đó có tâm kiên nhẫn tâm từ bi tâm lợi ích đại chúng cụ thể biểu hiện ở đâu không ngại gian khổ để thành tựu học sinh thành tựu đối phương còn có tinh thần cống hiến có tư chất như vậy chúng tôi tin là sau này nhất định là một hán học gia giỏi là một người thầy tốt hôm nay thời gian đã hết rồi giao lưu với mọi người đến đây thôi xin cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc Hành quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật